ông bảy, ông bảy, hôm qua tôi nằm mơ tôi thấy tôi có bầu. Trời đất, quýnh con máy ta. Mà mày có chồng chứ mày mơ thấy bầu, bầu trai hay gái? Thì đó, tức là cái lúc mà đi coi kết quả xét nghiệm chưa kịp coi, tự nhiên tỉnh dậy mẹ nó rồi, đâu biết đâu. Quan trọng là có bầu đánh số bao nhiêu? Có bầu là 293909, mà giờ không biết trai gái. Ê, ê, mấy đứa bây giờ không hiểu sao nó thích làm công việc nhẹ lương cao gì không biết nữa. Ấy chà, lại đi làm à? Ban ngày cũng làm à? Mấy đứa bây, chị suy nghĩ cho là thoáng chút đi. Ta đi làm là hên lắm rồi. Ủa mà cái việc này nó làm ban đêm không à? Mà sao mà nó làm luôn ban ngày ta? Giỏi chứ. Kệ đi ông Bảy ơi, miễn người ta cảm thấy thoải mái là được rồi. Ê, ê, ôi, ôi. Nó ra kìa. Ôi rồi xinh thế, trông có như Tây ấy. Thì đấy. Ê, bạn này đi làm giữ gìn sức khỏe em nhá. Chứ làm ngày làm đêm thế về tèo chết. Dạ, em biết rồi, em cảm ơn chị. Ừ, dạ, xinh thế. Hàn họ phải như thế. May. Tiền thì không có ăn. Suốt ngày có gái gú. Ông ơi, ông làm ơn đi, ông để cho thằng nhỏ nó đi đóng tiền học thêm cho cô giáo đi. Còn tiền phòng á, ông cho tôi thêm vài ngày nữa. Thêm cái gì mà thêm? Bao nhiêu đây là mới đủ có nửa tháng à. Ráng mà tranh thủ đưa nửa tháng còn lại. Còn này nữa mày học cái gì? Học cái gì? Con học thêm. Thêm gì học thêm? Ông chính quy được rồi, mình đặt cọc thêm một thêm. Lo mà kiếm tiền đưa nửa tháng còn lại nha, đừng thấy hiền rồi làm tới. Ui giời, ác gì thì ác vừa thôi. Cháu đi học chứ nó có phải đi chơi bời gì đâu mà nó lấy tiền của nó. Nè con mụ kia, đừng ỷ tháng này đóng tiền đúng hẹn rồi muốn nói gì nói nha. Cái chuyện này chuyện của ai? Hả? Giỏi coi tiền đóng giùm đi. Ui, tôi giữ hơi cắm lợn mà tối ngày nói chuyện đạo lý. Tháng sau mà ngon mà trả tiền không đúng hẹn đi nha. Nó đuổi ra khỏi đây. Ủa ôi, tưởng thích ở đây lắm ấy. Kinh. Ờ gì đi đây. Vô đâu đi đây. Còn mấy khứa kia nữa. Nhìn gì? Khóc lóc cái gì? Kệ đi. Trời ơi. Thôi dắt cháu nó vào trong nhà đi. Ráng nhà học đi, điều thêm chi cho tốn tiền mày ơi. Trời ơi. Quay phim cậu, quay phim. Bây giờ là phải đi xin nhà. Ê, giống giống Thái Vũ Pháp TV quá vậy. Có nhà mở cửa, xin thử. À, em trai. Anh tính mà sao nhìn mặt em buồn vậy? Có chuyện gì hả? Thôi tâm... con chịu khó, tự học vài bữa đi. Rồi mày kiếm việc gì đó thì mày làm thêm, xong cái mày kiếm tiền cho con học thêm sau nha. Thái Vũ chắc luôn á. Ê, đúng rồi đó bà ơi, Thái Vũ. Đúng rồi. Thái Vũ TV rồi là tiếc. Không quay, không quay. Trời ơi nè, ê, ê. Anh Thái. Chào mọi người. Nay cũng quay, cũng quay. Nay quay ở đây anh. Quay phim, quay phim. Ờ, hôm nay quay ở đây. Em phái anh lắm. Có vai nào còn chúng cho em đóng đi. Em đóng được hành động hài nè, lãng mạn. Bây giờ em chơi luôn á. Đi đâu thì Phương TV sẽ chi đâu rồi. Nay quay các buổi tập nhiêu? Ờ, thật ra đây là Thái đang tham gia một cái chương trình lữ khách đường xa. À. Chương trình đưa cái thử thách là tới khu nhà này và xin ở nhờ mấy ngày. Mấy bạn giúp mình nha. Thôi về mấy ông mấy bà ơi, cơm cũng có ăn đâu, nuôi mấy ngày thì... Thái ăn cơm ngoài cũng được mà, không sao đâu. Tôi chẳng sợ tốn cơm đâu, tôi sợ mất trộm ấy. Tự dưng một buổi sáng ngủ dậy mất to cái điện thoại tiết kiệm mấy tháng. Mà bà biết đấy, trong xóm mình có đời nào ai mà lấy trộm cái gì đâu. Không lẽ đổ cho người ngoài? Người ngoài chỉ có ông lấy chứ còn ai lấy nữa. Kỳ lắm, đổ cho ông kỳ lắm, đi về, về. Ở chân anh Thái. Em phái anh lắm. À vậy có gì anh gái anh quay đi, có gì bữa sau em ra em coi nữa nha. Em xả cái điện thoại của này không biết có bị mất không nữa. Ra em coi coi. Chị ơi, bảo nó cẩn thận đấy nhá. Chứ mấy cái thanh niên kiểu này hay hâm mộ thần tượng rồi gom hết tất cả đồ đạc trong nhà đưa hết cho thần tượng là toang ấy. Dạy cháu nó cẩn thận. Ủa mọi người mặt tôi gian lắm mọi người. Trời ơi trời. Anh Vũ. Em quên. Tại em cũng thích anh em mới nói á. Kiếm chỗ khác đi. Ở đây nguy hiểm. Tôi thấy mấy bả mới nguy hiểm á mọi người. Mẹ, hay là mẹ cho anh Thái Vũ ở nhà mình nha mẹ. Chị yên tâm đi, em không ăn cắp ăn trộm gì đâu. Tôi biết mà, nhưng mà tôi nói thiệt á, nhà tôi gạo thì hết, cơm mà không có gì ăn á. Bây giờ cho chú ở rồi ăn cái gì? Nè,
Có mấy bịch cháo hết đát á, coi ăn được ăn còn không được thì bỏ giùm tôi nha. Dạ. Cậu nè. Dạ dạ. Muốn ở lại thì ở thì đừng có ngại. Cái dân mà ở cái xóm trọ này ai cũng thân thiện, người thương người lắm. Mấy chị nãy mới nói em ăn cắp, ăn trộm luôn á. Ai nói, đứa nào nói? Cái chị mà có một dùi ở đây nè, nói tiếng Bắc á. Trời ơi, hơi sức đâu mà chấp cái bà đó. Cái miệng bô 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 đó ngại chứ không ý gì đâu, bị cái tính vô duyên thôi à, chứ không cái tâm tốt lắm. Dạ không sao, nhưng mà cũng đâu có nhà nào cho em mở đâu. Trời ơi, nghĩ sao vậy? Tôi là chủ cái dãy trọ này, tôi nói một tiếng là phải nghe nha. Dạ. Lâu lắm mới có cái dịp mà cái xóm trọ của tôi được lên TV đâu. Dạ. Đúng không? Dạ dạ. Thôi ngỏ đi. À, chú tên gì ạ? À, tôi tên Phương. Sẵn lên giới thiệu với mọi người á. Mọi người ơi, cái dãy trọ của tôi là đó, giá rất là rẻ. Là mình bắt đầu mình đi xin ở là đã được sự đồng ý của chú Phương đây và đồng ý của chị. Dạ. Đây, được ở mấy ngày. Ok. Rồi, bây giờ mình vô đây, vô đây. Vô đây. Coi. Ủa mẹ, có cháo cho con nít kìa. Nếu như không ngại á, chú Thái ăn cháo cùng với mẹ con tôi luôn nha. Dạ, em ăn thoải mái mà chị, không sao đâu. Cái coi nè, bây giờ có ít cháo yến trẻ em, yến Việt Next IQ và Next Grow Next IQ thì dành bổ sung phát triển trí não nè, tăng cường miễn dịch nè. Rồi Next Grow là dành cho trẻ suy dinh dưỡng thấp còi, giúp tăng chiều cao và tăng cân. Giờ con trai mẹ muốn ăn gì nè? Dạ, con ăn Net IQ cho thông minh nha mẹ. Ừ, để coi. Ê, mẹ sẽ ăn cháo vị thịt bằm nè. Ừ, rồi chú Thái ăn vị gì nè? Em ăn vị gà đi. Ờ, ăn gà ha. Dạ. Rồi. Có khi nào mình trúng vàng không chị? Ý, ở trong này có thẻ cào trúng thưởng nè con. 29 giải đặc biệt. Mỗi giải một miếng vàng 4 số 9, một chỉ nè. Và 319.000 giải khuyến khích. Mỗi giải một gói cháo yến dinh dưỡng vị thịt bằm. À. Nhưng mà có trúng thì chắc cũng hết đát rồi con. Hết đát mới tức ông chủ nhà ghê luôn. Ông cho cái đồ mình hết hạn rồi chẳng quăng vô mặt mình cho mình ăn cái đồ thừa của ổng, cái đồ mà ổng không ăn. Thôi, với mẹ con tôi á, hôm nay á, có cháo này ăn á là tốt lắm rồi chú ơi. Dạ dạ. Nè. Cũng ngon á. Dạ được. À, bây giờ thì mình sẽ đi coi người dân ở đây người ta sinh hoạt như thế nào nha mọi người. À chú. Cha. Chào con. Mấy cái cây này là chú làm hết luôn hả? Chú không, một tay làm mà kiển lâu năm mà. Thầy ơi. Cho em nói chuyện riêng với anh chút được không? Dạ chú, con xin phép. Có gì vậy bạn? Anh ở đây ổn không? Được mà. Rồi, thấy có ổn đâu. Ấy ấy, anh qua anh ở chung với em đi. Tại anh em mình dù sao cũng kiểu như đồng nghiệp á, cùng nghề á. Cùng nghề hả? Ủa anh cũng làm nghề hả? Dạ dạ, em cũng diễn viên mà. Ờ chà. Em mà phim lớn, phim nhỏ gì em cũng đóng hết trơn á. Nhưng mà tại vì chưa tới thời cho nên là không sáng thôi à. Hình như anh không tin em hả? À, đâu tin chứ, tin mà. Rồi, em là nắm vững tâm lý lắm, nhìn là biết không tin rồi. Đây, đem thể hiện cho anh coi là anh tin liền à. À diễn hả? Diễn. Có. Ủa cái này bàn trong. Ừ. Anh tính làm gì? Em nằm lên. Ồ nguy hiểm lắm à. Ôi em diễn viên cách cái đơ mà sợ vậy. À anh là diễn viên hành động hả? Đúng rồi anh. Dạ dạ. Bây giờ em thể hiện cho anh coi nha. Nguy hiểm lắm anh. Được. Sao đừng có lo, cái nghề của em mà sao nguy hiểm được. Dạ dạ. Rồi. Anh nhờ cái máy bắt cận em luôn đi. Để em nói cái đó. Cái này rất là nguy hiểm nha mọi người, đừng thử tại nhà, nhất là con nít nha mọi người. Rồi cho anh cái cận. Thôi qua dài luôn đi, qua dài luôn. Đúng rồi, qua dài cho điện ảnh. Qua dài, cho điện ảnh. Đứng yên. Cầm tay xuống. Đứng cao vậy rồi trọng hình người sao nó bắt được tôi. Rồi xuống nè. Ok. Rồi để tảng đá lên. Đá đá đâu? Để. Trời ơi, anh không nói sao biết. Rồi không để sao đạp. Ai biết đâu. Để đi. Tập trung vô nha. Rồi. Rồi. Lấy búa đạp. Búa. Rồi, nhưng mà không được đâu, nguy hiểm lắm anh. Thôi cắt đi, đem xuống, tặng đá. Rồi, dối quá, dối. Rồi xong, cái lưng ướt nhẹp luôn. Coi anh. Coi giùm cái. Cái gì máu không vậy?
Nói rồi mà làm lẹ lẹ dạ, đi. Có miếng cốp không? Xin miếng giấy chùi ơi. Có con giấy không anh? Có em dọn anh ơi. Kêu nãy giờ cứ nhấp chi vậy không biết gì trời. Em có biết đâu, không phải lẻ lẻ lên đi. Có mấy người trong ngày đâu. Trời lủng lỗ tè le luôn. Lẻ lẻ thì cứ nhây. Rồi xong chưa? Rồi, làm tiếp. Rồi dẹp cái bạn chồng ra luôn đi. Rồi nghỉ luôn ha anh nha, nghỉ luôn nha. Nghỉ cái gì, làm tiếp, làm lại. Trời. Nguy hiểm lắm anh. Có nguy hiểm cái gì chứ. Nghề mình không có gì phải ngán hết trơn á. Chị cũng chơi hết. Rồi. Đó lên. Rồi. Búa đâu? À, búa. Rồi đập đi. Đập. Được không anh? Anh cứ bình tĩnh thôi. Em đếm nha, em đập nha. Rồi cứ đếm rồi đập thôi, tôi ở đây tôi gồng cho. 1 2 3 Tôi chưa đập. Ôi. Ôi. Anh có sao không anh? Có sao không? Đợi chút. Có sao không? Trời đừng làm em sợ anh. Đợi chút. À, đếm gì mất dậy, đếm gì tới 4 vậy? Không có, em biết cái chuyện này khó lắm. Cho nên em đếm dư một nhịp cho anh chuẩn bị kỹ hơn. Trời ơi, tính ra cái nhịp đó là nhịp tôi sợ luôn á. Em đâu biết đâu, phải diễn trong nghề, diễn viên cái đơ. Thôi nghỉ nha, nghỉ lại, nha. Lại một cái nữa. Thôi. Một cái nữa. Làm đi. Nghe lời tôi. Mình dần trong nghề làm việc chuyên nghiệp lên. Tối rồi anh. Làm lẹ đi, dân chuyên nghiệp sao cứ lèm bèm ta. Rồi. Để anh ơi. Em không chịu trách nhiệm đâu nha. Tôi chịu. Thì đếm điều kỹ nha. Tiết tấu vô nhịp nhàng vô. Em đếm tới 3 em đập nha. Khoan. Dĩ nhiên sẵn sàng. Mấy. Rồi, nó chạy đó. Trời ơi, giờ này còn... 1 Có điện thoại. Trời ơi trời. Alo. Ủa diễn viên chuyên nghiệp kiểu này hả? Rồi 2, 3. Tôi biết rồi, tôi không có mua. Tôi nói tôi không mua bảo hiểm. Vậy nha, tôi đang quay mà cứ vậy hoài. Bực bội. Rồi. Ủa. Chết chà. Anh trai, có sao không? Ừ, rõ ràng em đếm tới 3 mới đập chứ bụng. Đếm tới 3 mới đập là đúng rồi mà. Mà đang đập gọi điện thoại chi vậy? Thì em nghe nhưng mà em vẫn đếm tới 3 xong em đập. Anh không gồng chi. Trời. Nữa không anh? Cảm ơn thầy. Anh chuyên nghiệp lắm. Yếu mà đòi ra gió hả mày? Thấy người ta có quay phim bài đặt vô diễn đồ. Nói tôi thể hiện hả? Chứ gì? Ở đó đi. Vô lấy bằng chứng coi diễn là phải có cái gì đó chứ không phải là nói xua bằng miệng được, phải không? Nè, đợi đi. Hiểu trọng không? Nha, nói rồi biết. Nè. Đó. Cái này là gì anh? Nói cho mọi người biết đây là giải thưởng điện ảnh cao quý nhất của tôi từ trước đến giờ. Giải vô nghề á. Thưởng điện ảnh lại giải thưởng này là giải thưởng gì? Thông Lộng Giang. Anh trai. Mà nói giờ em đi dự cũng nhiều cái lễ trao giải lắm rồi đó. Mà em chưa thấy cái giải này bao giờ á. Sao anh thấy được? Cái này là giải kính mà. Khi nào mà người ta trao giải cho mấy diễn viên chính xong á là ta khép màn lại là tôi vô trong buồng ta mới trao cái giải này cho tôi mà. Đó, bởi vì mấy cái giải thưởng này sao mà mấy người biết được, anh làm gì biết. Hả? À, còn cái huy chương nè. Nè. Mẹ rồi. Trời sập tối rồi mà làm gì mà tụ tập mà sùm ở đó chân vậy? Trời. Cái nhà trọ này, cái nhà trọ, khu nhà trọ văn quá. Không có làm ồn. Biết chưa? Trời. Để ráng đi về tắm rửa ăn cơm. Trời. Nè. Dạ. Con học lớp mấy rồi? Con học lớp 1. Lớp 1? Học giỏi không? Dạ giỏi. Ừ, con phải học giỏi vậy nha. Nếu mà con học giỏi vậy á, chú Thái hứa sẽ tặng con một cái. Nếu con học giỏi, chú Thái tặng cho con cái địch hả? À không, tặng quà chứ. Còn địch là bình thường. Con người ai cũng địch, hiểu không? Địch mà quý gì ba? Hai chú cháu nói chuyện gì vui vậy? À. Dạ chú Thái địch. Con người mà ai cũng vậy. Ê bà Kiều, Thái Vũ địch nè. Cái gì? Diễn viên Thái Vũ địch nè bà. Tôi nói thiệt. Lại đây. Chiều nay có bạn địch gì không? Khùng quá, địch sao ra số mày. Ai đâu địch với đường. Nè.
Cái gì mà đứng tụ tập đông thế? Ê, địch đánh số mấy? Ai đi? Thầy Vũ. Ôi ôi, người nổi tiếng mà không biết địch à? Kinh nhờ. Địch mà còn địch được giữa đường nữa à? Ôi dồi ôi, kinh. Ê, có số đó nha. Mình chưa biết bạn số nào thôi. Thầy Vũ địch đen đánh chó mực địch 11 11 là con chó con, mặt thằng này chó già rồi. 91 91 này, người nổi tiếng sướng nhở, địt một phát ra tiền ấy, địt phát ra tiền ấy, kiếm tiền dễ như trở bàn tay. Anh quay cái gì? Ủa nãy giờ tôi kêu cắt máy rồi, bụng địt có gì vui đâu, quê đi mậu. Anh đừng lo, gần đây này vui mà. Em về em chuốt được. Này này, tao quay à? Quay cái này rồi ôm lên đâu đấy? Dìu tao bè à? Dạ không vậy, này em quay truyền hình. Truyền hình à, truyền hình là cả nước biết đúng không? Này, quay 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 nhiều nhiều lên. Có khi sau cái này còn nổi tiếng hơn đấy. Ôi rồi, này, có khi nhờ Diễm lên Thái Vũ và Sáng Minh đi phát thật nhiều, đi phát thật nhiều. Thêm 100 đi. Khô máu đâu? Khô máu. Nhiều nhiều nhiều. Ok ok ok. Rồi 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 rồi, vẽ số vẽ số. Thêm 20.000 vào đây. Ủa, Ngân, vô ngồi chơi với mọi người. À, không có gì đâu, cứ về đi. Đi đi. Đang bàn số mà gọi nó vào làm gì xui. Ủa, chị, sao không kêu bạn nó vô ngồi chơi mà xui gì chị? Thôi, kêu mấy cái người làm mấy cái nghề đó vô không hợp phong thủy, không có vô số được. Rồi, rồi nghề gì mà hợp phong thủy gì? Làm gái chứ còn làm gì nữa. Làm gái hả? Ừ. Cắt đi, cái này quay không được đâu. Cắt thiệt, cắt đi. Tôi nói anh nghe, sáng nào cũng vậy á, xách cái nón đi khách sớm lắm. Ừ. Trang điểm mặc đồ đẹp quá trời đẹp. Bữa nào đắt khách là đi tới tối. Đúng. Nhiều khi tăng ca qua đêm luôn á. Mà lúc đi là lúc nào cũng đẹp nghe, còn lúc về tao nói rủ rồi. Tối hôm bữa tao còn bắt gặp cũng cái thằng bụng bự ấy, nó trở về đến nhà đứng ở ngay giữa cổng luôn, hôn nhau chùn chụt ấy, kinh lắm. Trời ơi bà ơi, hôn nhau đó là cái gì? Hôm bữa tôi thấy thằng kia chạy xe mua trần tới cổng trước nó. Nó vừa đi ra là nó chùm cái môi lại. Xong hai đứa nó làm gì không biết mà cái xe nhúng cà cành như nè. Trời ơi. Ghê thì chứ nhúng. Cái gì vậy? Ủa. Ê. Ủa anh này sao anh không vui hay gì? Anh bất mãn gì anh đi vô? Bởi cái thằng nó coi vậy chứ nó yêu đương mù quáng dữ lắm. Đã biết nhỏ đó làm nghề đó rồi mà còn ráng còng cái lưng ra đi làm để dành tiền ấp ủ xin nhỏ đó một cái. Mà mỗi cây mỗi hoa mỗi nhà mỗi cảnh, đừng có bàn nhỏ đó nữa. Cũng nhờ nó bào đại gia cỡ đó cho nên nó là đứa duy nhất trong cái xóm này trả đủ tiền cho ông chủ đó. Biết trả tiền hay không thì lâu lâu cấn nợ dùng vốn tự có làm cái. Ủa Ngân anh Thái nè, ở đây hả? Đợi em xíu. Dạ. À, ok. Trời ơi, tưởng ai? Con bé này em quen, có tiếp xúc 1-2 lần rồi. 1-2 lần luôn á? Ừ. Ôi, người nổi tiếng mà cũng tiết kiệm thế à? Tiết kiệm gì? Bao nhiêu gái hạng sang không chơi, có tiền mà lại đi chơi gái phòng trọ là thế nào? Cái gì mà chơi vậy? Con bé đó là diễn viên, đóng phim chung với em 1-2 phim rồi. Ừ, diễn viên. Thấy con bé đó cũng được lắm á, có triển vọng. Mà em nghĩ là mọi người hiểu lầm bé đó rồi á. Nhà diễn viên tụi em á, đi sớm về khuya bình thường, có khi qua đêm luôn. Rồi người này chở đi, người kia chở đi, bình thường lắm. Đừng có suy nghĩ bậy bạ cho người ta. Thôi, diễn viên à? Ừ, diễn viên á. Trời, con bé đó đóng tốt lắm á nha. Cảm xúc lắm. Ra đây. Mẹ em rồi. Ngồi. Ủa anh Thái, anh đi đâu ở đây vậy? Anh quay cái chương trình Lữ Khách Đường Xa nè. Cho nên là anh vô cái xóm này để thực hiện cái thử thách. Còn em sao em ở đây, anh nhớ nhà em ở quận 3 mà. À, tại vì em quay phim truyền hình á, quay cả 100 tập lận. Cho nên là đi về xa lắm. Nên sẵn em mướn ở đây nè. Ừ, vậy đi cho nó tiện. Dạ. Em á, có đi sớm về khuya thì cũng nói cho mọi người biết. Để mọi người hiểu lầm mà nói em là làm diễn viên chắc mệt lắm em ha. Ủa, mọi người biết em là diễn viên hả? Tại em chưa nói với mọi người. Em thấy là em chưa có lãi gì hết trơn á. Nói thì kỳ, đợi chừng nào mà thành công được xíu em mới khoe với mọi người. Em còn cái gì mà khoe? Nhìn em như vậy là anh chị biết em làm diễn viên rồi. Không có ai không làm diễn viên mà. Rồi.
xe mua Trần đưa đón rồi vẫn đồ đẹp suốt ngày. Ừ, đã bảo rồi, khuôn mặt hiền lành thánh thiện thế này thì không làm diễn viên cũng là hoa hậu. Này chị bảo nhá, mốt mà có làm người nổi tiếng ấy thì đừng quên cái xóm lao động nghèo khổ này em nhá. Xóm này được cái sống tình nghĩa lắm. Nhờ. 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 Thôi anh ở lại nói chuyện với mọi người nha. Em xin phép vô nghỉ trước, tại em quay đêm cũng mệt. Thôi vô quay nghỉ ngơi đi. Dạ. Làm việc sao? Em xin phép mọi người em vô chứ. Ôi dồi ôi, lại còn được cái ngoan hiền cái xinh đấy. Nè. Rồi ôm hung rồi cái xe cà cành là sao? Kể chuyện thì cũng phải thêm mắm dặm muối vào cho nó câu chuyện nó hấp dẫn chứ. Kể không như thế thì ai mà nghe? Nhờ. Cái này giải tán. Chẳng thế. Anh có chuyện muốn nói với Ngân. Em có thể nào bỏ em bỏ cái nghề đó đi? Bỏ cái gì? Thì bỏ cái nghề đó đó. Nếu em cần tiền, anh sẽ ráng cày để lo cho cuộc sống của em. Anh thì biết gì về cái nghề của tôi mà nói. Anh có biết là tôi đã phải hy sinh cỡ nào mới đeo đuổi được tới bây giờ không? Ngày mới bắt đầu làm á, tôi cũng ngại lắm chứ. Nhưng mà đam mê mà, nên là tôi không có cho phép bản thân mình được từ bỏ. Tôi đã cố gắng rèn luyện bản thân mình trở thành một người thật là lì lợm, thật là chai mặt. Sau đó tôi đã cảm thấy bản thân mình trở nên tự tin hơn và có thể bắt đầu tự chủ động được. Anh biết không, ngay lúc đó tôi nhận ra là mỗi lần mình dạng hơn thì mình lại càng sướng. Nhờ những lần dạng đó mà càng ngày tôi càng cọ sát được với nhiều người hơn và cũng kiếm được thêm nhiều mối quan hệ rộng cho mình. Nhờ vậy mà tôi có cơ hội được cọ sát với những người nghệ sĩ tên tuổi, chẳng hạn như anh Thái Vũ. Có nó luôn rồi hả? Một hai lần à. À, tôi có clip nè, anh muốn coi không? Thôi, được rồi. Chuyện riêng tư của cô, tôi cũng muốn coi làm gì cho thêm đáo lòng. Tôi tưởng anh hứng thú. Không. Nếu như mà Ngân đã quyết định như vậy, chắc cũng không thay đổi ý định và sẽ không bỏ nghề được đâu hả? Ừ, đương nhiên rồi. Thôi được rồi Ngân, tôi suy nghĩ kỹ rồi, tôi chấp nhận. Chỉ cần Ngân nhận lời làm bạn gái của tôi là được. Khó lắm, đâu phải ai cũng có thể chấp nhận được cái nghề của tôi dễ dàng vậy. Được mà Ngân, Ngân phải tin ở tôi. Ban ngày, ban đêm gì cũng được, Ngân cứ đi thoải mái. Chỉ cần là chừa một chút ít sức để về dành cho tôi một thời gian nho nhỏ 15-20 phút là được. Chắc là anh không có trong nghề nên không hiểu được đâu. Có lẽ anh cần thời gian để suy nghĩ lại chuyện này. Tôi sẽ không cần thời gian để suy nghĩ, mà tôi cần thời gian để chứng minh. Chứng minh rằng tôi cũng sẽ dấn thân vào cái nghề đó. Để hiểu được Ngân hơn. Anh nghĩ là cái nghề này muốn ra thì ra, vô thì vô dễ dàng như vậy hả? Được, tôi sẽ đam mê. Tôi sẽ học cách ra vào thường xuyên như Ngân. Tôi sẽ chờ anh. Tôi vô nhà trước.
tiền đóng tiền nhà trọ hả? Không, cho tôi xin lại chủ, đó tiền tôi để dành mấy ngân đó. Cái gì? Dành cho ai? Mấy ngân. Thân lo chưa xong suốt ngày, tiền cho gái nữa chứ. Tiền thiếu tháng trước với cái này nữa là còn thiếu 500 nữa nha, lo mà kiếm trả đi. Tối ngày gái gú. Ông chủ, ông chủ, ông chủ. Ngân ơi Ngân, Ngân ơi. Kìa ông chủ Phương, tiền đó là tiền của tôi mà. Ngân, hãy giữ mình, uống rượu thôi nha, đừng đi xa hơn được. Hãy nhớ bảo vệ, đừng để tai nạn xảy ra. Anh đau. Tối rồi ông về phòng ngủ để đứng đây làm gì vậy? Đứng đây làm gì? Đứng ngắm gần xíu thôi à. Ngắm thôi chứ đừng vô kiếm nữa nha. Nó mệt rồi, để nó nghỉ ngơi. Mày lo về ngủ đi, chừa sức đi làm kiếm tiền đóng tiền nhà đúng hẹn đó. À mọi người, mọi người thấy ông Phương chủ dãy trọ này thì sao? Chứ tôi thấy ông hơi khó tính đúng không? Mà khó tính cũng tốt mà. Phải cả tốt. Trời đất ơi, tốt gì? Tại anh là diễn viên nổi tiếng nên ông mới tốt với anh thôi. Chứ thử gặp tụi tôi coi. Đúng rồi đó, như tụi tôi nè, tháng nào mà không đóng tiền nhà đủ đi ha, ông đòi tới tận chân răng. Chưa hết, đòi không được còn sai đàn em đi đòi nữa kìa. Cái gì? Đàn em hả? Chứ còn gì nữa. Đúng rồi, ông sợ lên TV ông mang tiếng cho nên ông ráng ông ém, ông không bộc lộ mấy cái đó ra đó. Đúng rồi, ông này cũng buồn cười lắm. Nhiều khi chỉ cần đi thối như anh thôi á là ông đã chửi từ đầu xóm đến cuối xóm tắt bếp rồi. Chứ không phải ngồi đây hưởng ứng lô đề như bọn tôi đâu. Mà chú không được chứng kiến mấy vụ của ông rồi. Cái vụ mà lãng phí, vứt bỏ đồ ăn đó. Ê, tôi bảo này, nhân cơ hội có người nổi tiếng ở đây ấy, hay là mình kéo nhau sang đấy xong rồi mình bóc phốt ổng luôn đi. Có khi á, cậu quay cái này lên xong cậu út lên cái YouTube của cậu ấy, cả nước biết ra là ông ấy sợ toang liền. Không bao giờ dám bắt gặp tôi đâu. Vậy mình kêu ổng sửa chứ, nếu mà ổng không sửa là mình úp lên bóc phốt. Cần gì phải sửa bóc phốt luôn. Mọi người cứ bình tĩnh đi, để tôi qua tôi nói chuyện với ổng. Nếu sự thật là vậy á, tôi quay lại rồi bóc phốt ổng liền. Cậu không cần phải đi sau, cậu không cần phải nói chuyện, cậu chỉ cần đứng sau lưng bọn tôi thôi. Như thấy mắt bọn tôi một phát à, có khi á nó chửi tắt bếp cả xóm ấy. Đi, đi nhanh đi, đi, đi. Từ từ bà ơi, từ từ. Ê, máu chờ đi, chờ đi. Máu vậy? Bà làm cái gì bà gấp dữ vậy ta? Bữa nay bà sung ghê không? Bà ơi, bà từ từ, bà làm gì mà đi nhanh vậy? Cái gì cũng từ từ nói. Nhanh, nó máu lắm rồi. Từ từ, có gì hết á. Mà. Chú Phương. Ê, ông Phương, trời đất ơi. Đỡ không đi bệnh viện đi. Đỡ không đi bệnh viện đi. Để tôi gọi điện, để tôi gọi điện. Trời 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 trời. Người ông sao rồi? Hên á là chỉ bị trầy ngoài da thôi đó. Cũng đỡ nhiều rồi. Cảm ơn mọi người đã quan tâm nha. Không chỉ cảm ơn thôi đâu, ông còn phải xin lỗi chúng tôi nữa chứ. Chứ cái miệng ông ấy gieo nghiệp hơi bị nhiều, cẩn thận có ngày quả báo đấy. Tôi biết rồi. Trong thời gian qua tôi biết tôi cũng sai nhiều chuyện. Cô Bi nè, chú cảm ơn con nhiều nha. Con mà không kịp thời báo cho mọi người đây biết tin á, chắc giờ chú không còn ngồi ở đây đâu. Thôi, vài bữa chú cho tiền con học thêm nha. Kìa Bi, cảm ơn chú Phương đi con. Dạ, con xin lỗi chú. Hả? Cái gì? Sao lại xin lỗi? Dạ, chuyện là... Mày nghe lời tao đi, được á. Không được, em có dám làm đâu. Có gì đâu không dám.
ông chủ mày đã sống ác với mày như vậy rồi thì mày giống như là mày đang làm Robin Hood đi, mày cướp của người giàu mày chia cho người nghèo. Mà đây ai nghèo? Nhà mày nghèo chứ ai, vậy là hợp lý rồi. Vậy đi, có gì tao giúp mày. Lẹ lẹ anh ơi, không gom tiền còn về á. Làm gì đứng trước cửa nhà tao giờ này vậy? Dạ. Hả? Dạ. Làm gì đứng đây giờ này? Dạ đâu, đâu, đâu có gì đâu. Rồi, ai vậy? Ây da. Ôi, chú Phương. Trời Bi, tại sao con lại làm như vậy? Ông chủ Phương à, tôi xin lỗi ông nha. Cũng may là ông không có bị làm sao, chứ lỡ mà ông có làm sao, chắc tôi chết quá. Chuyện vậy rồi thôi tôi nói luôn. Thật ra tôi lấy tiền nhà chị, không cho tiền nó đi học thêm là có lý do hết. Bởi vì tôi biết nó lấy tiền về không phải nó đóng tiền học, mà là để lao đầu vô tiệm net. Tôi là tôi chưa có muốn nói với chị, để coi coi nó tự nhận ra nó có thay đổi hay không. Bây giờ càng lún sâu vô. Sự thật là vậy sao Bi? Dạ. Trời ơi. Trời ơi Bi ơi, con như vậy là con giết chết mẹ rồi. Tại sao con hư quá vậy? Nó hư một phần là do chị đó. Chị tối ngày chị đi làm, chị không quan tâm chăm sóc cho nó, dạy dỗ cho nó. Mà không phải đi làm không, thời gian rảnh chị làm cái gì? Tụ tập bàn đề. Đừng tưởng tôi không biết. Tiền đã không có rồi mà phải đặt đề đớm. Rồi ăn được nhiêu, rồi lúc thua thì về nhà không có gì ăn uống luôn. Có cái gì cũng quơ đại, ăn đại vô. Làm sao đủ sức khỏe? Hả? Không có sức khỏe tốt thì làm sao học hành? Lỗi của chị là lớn nhất đó. À, sẵn nhắc ăn uống tôi cũng muốn nói. Thật ra mấy cái gói cháo yến hôm bữa Phương cũng đưa cho gia đình mình á, còn đát nhiều lắm. Chứ không phải là sắp hết đát rồi ổng bỏ như là bỏ rác rồi cho gia đình mình ăn đâu. Nếu bỏ rác thì tôi cũng tự đi bỏ được mà. Trời ơi, ông muốn giúp đỡ mẹ con tôi á, sao ông không nói thẳng ra mà ông lại làm vậy? Tôi làm như vậy với mọi người là có lý do hết. Tôi muốn mọi người phải cố gắng lên, không nghĩ lại. Để sau này á, cho dù là không còn ở đây nữa, đi chỗ khác sống thì cũng tự lo cho bản thân mình được. Hôm nay được mở lòng nói chuyện với mọi người thì tôi nói luôn. Thực ra lúc trước tôi cũng như chạy gì đó, ăn chơi, đề đớm, rượu chè, không lo lắng được gì cho con. Nhiều khi có mấy bữa nó ăn cơm chưa tôi còn không biết, không quan tâm. Rồi cuối cùng thì thôi, chuyện cũng qua rồi. Cuối tuần này á là ngày giỗ lần thứ 6 của ông Lộc. Mọi người thu xếp qua cúng cơm với tôi nha. À, với cái lại cái chuyện mà tôi thu tiền nhà mọi người mà là không phải tôi không cho mọi người thiếu, mà là thật sự là cái số tiền mà tôi cho mọi người thuê là nó rất là thấp rồi. Tôi chỉ lấy tượng trưng thôi đó, chỉ lấy tượng trưng thôi mà mọi người còn lo trả không được nữa thì làm sao mà lo cho cuộc sống của mình. Cái xóm trọ của mình toàn là dân lao động không mà, làm được nhiêu tiền á rồi đổ vô đề đớm, cờ bạc rượu chè, cứ vậy hoài. Tôi thấy không ổn nên tôi mới làm căng. Hóa ra vậy. Đó giờ mình hiểu lầm ông nhiều quá. Mà nhân đây tôi cũng góp ý với ông luôn nhá. Ông cũng là người có tuổi rồi, còn con bé này nó trẻ đẹp, nó còn ở một mình nữa. Ông làm gì cũng phải cho phải đạo một tí chứ. Tôi làm gì không phải đạo?
Chứ ông cứ ra vào phòng của nó mãi biết như thế thì tránh sao mà không bàn tán. Ủa rồi cháu tôi thì tôi không được quyền ra vô phòng nữa hả? Cháu á? Nó là con của anh ruột tôi, rồi tôi không được phép à? Bệnh hoạn mà không lo ăn uống rồi uống thuốc vô. Rồi ở nhà còn gì ăn không? Dạ còn mấy bịch cháo yến yến gì có chú. Ngồi đi, vô nấu cho ăn uống thuốc. Họ hàng à? Ủa tôi làm gì cũng phải trình báo mọi người ấy, cần đưa giấy tờ ra cho coi kiểm chứng luôn không? Cháu thì phải qua thăm là đúng rồi. Mọi người nhờ. Nhờ. Nói nghe nè. Hả? Ráng mà ở xóm này bền bền nha. Chứ cái ngữ này mà qua xóm khác là sống không nổi đâu, bị đập á. Thiệt á. Thì tình làng nghĩa xóm với nhau thì quan tâm nhau, người ta mới mang nhau ra bàn tán chứ. Cái ông này. Thôi, bây giờ mọi người đã hiểu nhau hết rồi. Rồi cuối tuần sắp xếp qua bển mình làm đám giỗ nha. Chứ mấy năm nay đám giỗ nào cũng có mình tôi cúng, nó điều hiu quá. Chú ơi, con có cái này. Dạ. Hôm bữa chú cho con thùng cháo yến diệt á, con cào ra trúng đường chỉ vàng. Ghê vậy. Cho con phụ chú làm đám giỗ tranh lọc yến nha. Yến Việt trao tặng. Ôi có logo Yến Việt nữa nè. Nè, coi nè. Ôi trời ơi. Vàng. Này nhiêu? Chỉ à? Chỉ. Này, quả này về phải làm mấy thùng ấy, có khu khiu khui ra trúng cả cây ấy. Thật, vâng thật. Thật. Cái này á là chú tặng mấy cái cháo yến cho con. Con khui ra con trúng là may mắn được vậy con. Đó, cái này con giữ đi. Đó. Dạ, con cảm ơn chú. Dạ, con biết là chú Phương thương con mà. Cất vô thiệt luôn hết con ha. Chào mọi người. Dạ, hôm nay con nghe thấy chú Phương bị tai nạn cho nên con đi làm về và qua thăm ạ. Hôm nay làm cái gì mà bảnh bao thế? Mày lạ quá luôn rồi. Cái nào nè, thấy cưng vậy? Ngân nè. Anh đã giữ đúng lời hứa mà anh đã từng hứa với em. Anh đã chính thức dấn thân vào nghề của em rồi đó. Nhí. Ôi. Đồng nghiệp. Ngân làm diễn viên à? Ừ. Chứ cậu làm gì? Chai bao. Hello. Xin chào tất cả các bạn. Các bạn cũng đã xem clip rồi và các bạn cũng thấy là có rất là nhiều hiểu lầm xảy ra nhưng mà đã được giải quyết hết vào cuối clip rồi đúng không? Cũng như là cháu Yến Yến Việt đang có chương trình là cháu Yến cho con, Yến vàng tặng mẹ. Chương trình bắt đầu từ ngày 15 tháng 7 đến ngày 15 tháng 11 năm 2020. Trong mỗi gói cháo yến Yến Việt đều có thể cào, mọi người hãy mau mua về cào biết đâu trúng thử thì sao. Giải thưởng của chúng ta bao gồm 29 giày đặc biệt là một miếng vàng 4 số 9 một chỉ và 319.000 giải khuyến khích là gói cháo yến Yến Việt vị thịt băm. Chúc các bạn may mắn nha. Các bạn ơi, các bạn hãy mua cháo yến Yến Việt cào để ring vàng nha mọi người. Ok, và bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.
người có tình yêu vui hẳn. Đủ hết rồi chị Hai. Cái gì? Hai người có tình yêu vui hẳn. Lúc nào nó chẳng có tình yêu, nói thế. Nói kiểu như kiểu. Chẳng là 5 người chứ không lại. Không kiểu như chị, tôi ấy lâu lắm rồi. Lâu lắm nói. 3, 2, 1, diễn. Trời ơi! Chưa! Anh Vương dơ dò rồi, anh Vương dơ dò. Sợ quá! 15 tích tâm! 3, 2, 1, diễn! Nãy em bị lẹo hết chứ không gì đâu.